Được rồi, Lôi Tiêu Thiên phất tay, lúc ông ta vừa chuẩn bị mở miệng. Các vị trưởng lão, môn chủ đã phát hiện ra hung thủ giết hại Thái thượng lão, một đệ tử chân truyền đi vào trong điện, Lôi Chấn Thiên trợn mắt. Nói, là một đại đế yêu tộc làm. Một đại đế yêu tộc, môn chủ và cả nhóm trưởng lão đều ngẩn người. Môn chủ Lôi Chấn Thiên chợt nói, sao có thể một đại đế sao diệt được sáu đại đế, và lại còn nhiều thánh cảnh như vậy nữa. Đúng thế, ngươi lấy đâu ra tin tức giả kia thế, một trưởng giả khác cũng nói chắc chắn. Một địch sáu, đây không phải đang chọc người sao? Không, không phải, tên đệ tử chân truyền lập tức gác đầu. Gã nói tiếp. Yêu tộc đại đế kia là đại đế yêu tộc hợp đạo cảnh. Mọi người lập tức lặng ngắt như tờ. Đại đế yêu tộc hợp đạo cảnh, ta nhớ chúng sinh giới ta chẳng phải không có yêu tộc hợp đạo cảnh sao? Lôi chấn thiên giật mình. Sau đó lại hỏi. Ngươi có biết là yêu tộc hợp đạo cảnh nào ra tay không? Thưa môn chủ, bên ngoài đồn rằng đó là đại yêu hợp đạo cảnh chưa bao giờ gặp qua. Còn tin tức gì khác nữa không? Không có. Được rồi, ngươi lui ra đi. Lôi chấn thiên trầm mặc không nói, đại đế yêu tộc hợp đạo cảnh vốn trong lòng ông ta bùng lên ngọn lửa báo thù nhưng tin kia giống như chậu nước lạnh tạt vào rồi ta môn chủ lại là giọng nói quen thuộc vang lên mặt lôi chấn thiên cứng đờ bực mình nhìn tên đệ tử chân truyền vừa mới đi lại đột nhiên quay lại lại có chuyện gì nữa tên đệ tử chân truyền hoảng sợ quay trở lại kêu lên môn chủ có người xông vào tông lôi trấn thiên vừa mới còn đang định nổi giận bỗng căng thẳng đi đi ra ngoài xem sao lúc này ở phía trên đỉnh núi trong mây nơi cao nhất lôi môn bên trong cửa ngoại môn lôi môn đáng chết tốc độ của tên kia quá nhanh đuổi theo không kịp một nội môn đệ tử đạp lên không trung thở hồng hộc nói ánh mắt hắn ta dán lên bóng người thấp bé xinh đẹp tốc độ cực nhanh phía trước hai nhóm đệ tử trước sau giáp công định ngăn cản thiếu nữ váy đỏ trước mặt lại. Ngươi trốn không được đâu, còn không mau ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Một đệ tử ngoại môn đan hồn cảnh quát lên. Hà hà, Chu Linh không để ý bật cười. Lúc hai đám người chỉ còn cách mình 10 mét thì Chu Linh biến mất tại chỗ, mà hai nhóm lôi môn đệ tử khác vì không kịp khống chế tốc độ nên lao thẳng vào nhau. Hà hà hà, chơi vui thật, Chu Linh xuất hiện ở cách đó hơn cây số trên không trung, tiện tỷ ở đâu ra dám tự tiện xông vào lôi môn ta không biết sống chết giọng lôi chấn thiên như sấm vang lên chu linh cười nhạt quay đầu nhìn về phía lôi chấn thiên đang bay lên không trung đã bước một chân vào đế cảnh ngươi chính là môn chủ lôi môn chu linh hỏi lôi chấn thiên thấy chu linh chỉ liếc mắt đã nhìn thấu tu vi của mình thì trong lòng trở nên cảnh giác có thể liếc mắt đã nhìn thấu tu vi của ông ta có nghĩa là tu vi của nàng ta chán chán không yếu có điều lôi chấn thiên nhìn đệ tử nội ngoại môn ngã dạp dưới đất, tức giận trong mắt tràn lan. Hừ, ngươi coi lôi môn là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư, lôi chấn thiên vận chuyển linh khí ồ ạt nổi lên trong tay. Lôi lang hổ khiếu, lôi chấn thiên hét lên một tiếng lớn, thân thể bộc phát ra từng đợt sấm sét to lớn, những sương mù sấm sét đó hội tụ lại với nhau ở hai bên trái phải lôi chấn thiên ngưng tụ thành một con sói sấm sét và một con hổ sấm sét, tiếng hổ gầm và sói chu cùng lúc vang lên hai con thú sấm sét há to miệng như vồ con mồi nhào về phía chu linh hai con này của ngươi không được để ta cho ngươi xem hai con của ta chu linh nói xong động ý niệm dị hỏa chu tức bỗng dừng xuất hiện dưới sự khống chế của chu linh dị hỏa chu tước bị nhào nặn thành một con mãng xả lửa lớn con mãng xả lửa này còn to lớn hơn hai con sói hồ bên cạnh nó gào lên một tiếng rồi nhào tới đánh nhau với hai con sói hồ dị hỏa chu tước rất mạnh cộng thêm tu vi của bản thân chu linh làm cho mãng xà lửa có được sức mạnh vượt qua hai con sói, hổ. Dây dưa trong chốc lát, mãng xà lửa đã quét đuôi khiến một sói một hổ sấm sét ngã nhào. Lôi chấn thiên nhìn thấy mãng xà lửa dễ như trở bàn phá vỡ đòn tấn công của mình, sau đó tấn công tới mình thì chợt nhận ra Chu Linh không đơn giản. Trong tay lôi chấn thiên nhanh chóng xuất hiện một món pháp bảo nở đế dai. Lôi sát đao pháp, lôi chấn thiên trầm giọng nói, hai tay nắm lấy chuôi đao, trên người xuất hiện hai luồng sức mạnh sát khí và sấm sét dung hòa vào nhau ánh mắt lôi chấn thiên lạnh lùng nhanh chóng dùng toàn sức chém ra mấy đao lũy lổn sấm sét mang đao khí ngút trời sông thẳng đến trước mặt mãng xà lửa được chu linh tạo ra dường như còn cho linh trí còn biết phòng ngự trước mặt nó xuất hiện một đám chu tước biến dị tụ lại với nhau biến thành một bức tường lửa đòn tấn công toàn lực mà lôi chấn thiên lấy làm tự hào bị bức tường lửa cản lại một cách nhẹ nhàng sao có thể như vậy được trái tim lôi chấn thiên đập nhanh đến lúc này ông ta vẫn chưa biết tu vi thật của chu linh nếu không có lẽ đánh chết ông ta cũng sẽ không đánh nhau với chu linh mãng xà lửa dễ như chở bàn tay chặn lại đòn tấn công của lôi chấn thiên thân hình nhanh như chớp đi tới bên cạnh ông ta không xong mau trốn trong lòng lôi chấn thiên thầm nghĩ lôi ảnh thuẫn thệ chỗ lôi chấn thiên trượt lóe lên điện quang biến mất sau đó xuất hiện cách đó mấy ngàn dặm không đúng con mãng xả lúc nãy đâu rồi sau khi thuấn di ông ta nhìn lại chỗ lúc nãy phát hiện con mãng xả lửa lúc nãy cũng đã không thấy đâu cho đến khi hắn ta cảm nhận được nhiệt độ cao khủng khiếp truyền đến từ phía sau hắn ta không khỏi quay đầu lại hỏa diễm mãng già đã đến sau lưng mình nó đang há mồm ra ngọn lửa tụ lại một chỗ sau đó một một viên hỏa diễm pháo đạn hình thành từ chu tước dị hỏa bắn ra ừm trên thân thể lôi chấn thiên bao chùm lôi đình chi lực dường như là muốn dựa vào đó để phòng ngự nhưng của một vị nhập đạo cảnh hậu kỳ có thể để một lôi đình nho nhỏ này muốn chống đỡ là chống đỡ được sao hỏa diễm sôi trào ngay khoảnh khắc chạm trán với lôi đình lập tức khiến lôi đình bị chôn vùi trong chớp mắt công kích đến trên người của lôi trấn thiên Á, à, á à, từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên lực lượng của chu tức dị hỏa khiến lôi trấn thiên cảm thấy đau đến không muốn sống nữa hỏa diễm thiêu đốt mang đến cho lôi trấn thiên cảm giác đau đớn nhưng ngàn con kiến đang cắn lấy ruột gan lôi chấn thiên quay đầu nhìn về một đám trưởng lão ở phía sau. Các ngươi những thứ ngu xuẩn này, còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau đến giúp ta. Những trưởng lão lôi môn bị một tiếng này làm bừng tỉnh, cũng nhanh chóng tiến lên. Môn chủ đừng hoảng hốt, ta đây sẽ lập tức đến cứu ngươi. Giang xuyên bất tức, một trưởng lão nội môn đạt thánh cảnh thất trọng thiên dùng hai tay bắt pháp quyết, khẽ quát lên một tiếng, một giang xuyên hải lưu ngương tụ từ nước hình thành. Từ hư không hiện lên, Dòng nước cuồn cuộn chảy về hướng Lôi Chấn Thiên, dường như là muốn dập tắt chu tức dị hỏa trên người hắn ta. Rào rào, dòng nước cuồn cuộn chảy đến trên người Lôi Chấn Thiên mà gột rửa, nhưng lại không cách nào dập tắt được chu tức dị hỏa kia được. Dưới sự gột rửa đó, thế lửa không những không suy yếu mà ngược lại còn bộc phát mãnh liệt hơn. Sao có thể được, thiên hàn chi thủy có thể dập tắt tất cả chân hỏa mà, tại sao chứ? Biểu tình của vị trưởng lão nội môn kia rất khó coi, không hiểu tại sao. Chu Linh xuất hiện sau lưng hắn ta. Muốn biết tại sao không? Dùng chính thân thể của ngươi thử nghiệm một chút là biết thôi không phải sao, ngón trỏ phải của Chu Linh nâng lên, trên đầu ngón tay lóe lên một luồng chu tước dị hòa, vị trưởng lão nội môn này muốn né tránh nhưng lại phát hiện mình đã chậm chân rồi. Một luồng chu tước dị hòa đã đến trên người mình, chu tước dị hòa vốn trông như yếu ớt, gần như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào giờ đây lại giống như được tới thêm dầu hòa vậy, trong lúc bột ngột, thế lửa tăng mạnh, bạo phát, tiểu hỏa miêu ban đầu lại biến thành đại hỏa hùng. Đáng chết, thủy ngự. Hắn cắn răng, động ý niệm, bên ngoài thân thể hiện lên từng lớp nước ngưng tụ, hình thành một lá chắn, nhưng khi chu tức dị hỏa vừa chạm vào lá chắn này thì nó lập tức bị bốc hơi. À, không thể nào, đáng chết, tại sao lửa này lại không tắt được? Chớp mắt, môn chủ lôi chấn thiên và vị trưởng lão nội môn không biết tên họ này đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Ha ha, đến lượt các ngươi chu linh quay đầu cười nhìn về phía những trưởng lão khác đang đứng đem đến ngơ ngác yêu nữ đáng chết chớ có làm càn ở nơi môn ta hà tài kiếm quyết một tiếng quát vang lên một nam tử trung niên có dâu khoác trưởng bào tử sắc tay cầm một trường kiếm mang theo từ điện cực quang đâm về phía sau của chu linh là phó môn chủ phó môn chủ đã xuất quan xem khí tức này đi không ngờ là phó môn chủ đã đột phá đến bán đế cảnh khóe mắt chu linh liếc về hướng nam từ trung niên đang động thủ về phía mình này nàng quay đầu lại cười một tiếng thích tìm chết như vậy thì chi bằng để bổn cô nương tiễn ngươi một đoạn đường vậy chu linh nâng tay phải lên trong lòng bàn tay là một phu văn màu đỏ ầm ầm chu tước dị hỏa giống như nổ tung vậy bắn ra từ lòng bàn tay nàng kiếm ngự phó môn chủ âu thái hà cầm chơi kiếm bằng hai tay lôi công kiếm tôn tương xuất Âu Thái Hà nhìn Chu Tức Dị Hòa trước mặt này, không chỉ không sợ mà còn làm tăng ý chí chiến đấu hơn. Phía sau Âu Thái Hà hiện ra một pháp tướng cầm kiếm, lôi đình quấn thân, làm cùng một động tác với Âu Thái Hà, hắn bổ một kiếm tới trước mặt Chu Linh. Liệt không kiếm trong tay ta có thể cắt đứt toàn bộ nước và lửa, hỏa giữa ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng vô dụng với ta mà thôi. Âu Thái Hà quát lên một tiếng, nếu như cẩn thận nhìn lại thì sẽ thấy được kiếm trong tay Âu Thái Hà là một món pháp bảo đế giai hạ phẩm chân chính, khó trách hắn ta có thể ngăn cản được chu tước dị hòa của chu linh chẳng qua là hắn ta đã đánh giá thấp tu vì thật sự của chu linh chỉ xem nàng như một bán đế cảnh mà thôi pháp bảo có thể chặt đứt được hỏa dưỡng của ta thật ra ta đã thấy được một lần chu linh nhìn kiếm trong tay âu thái hà thì cũng lộ ra chút biểu cảm kinh ngạc oành wow. đánh chúng rồi những trưởng lão vây xem hiện rõ sự vui vẻ một kiếm chưa mười phần uy lực công kích như vậy dù cho yêu nữ kia có tu vi bán đế cảnh cũng sợ là sẽ không không thể nào một trưởng lão run giọng nói vô số ánh mắt tập trung vào hư không liệt không kiếm của âu thái hà cứ thế bị chu linh dùng một tay bắt được ngươi ngươi không phải bán đế cảnh chẳng lẽ ngươi là đại đế âu thái hà nhìn chu linh dễ dàng bắt được một kiếm dùng toàn lực của mình thì ngây ngần cả người hắn nhìn nữ tử trước mắt này tuyệt đối không phải là bán đế cảnh như hắn ta vẫn tưởng Bốn cô nương nói cho người một bí mật. Thân hình Chu Linh một khắc sau đó đã đến bên cạnh hắn ta, nở một nụ cười cười, lặng lẽ nói bên tai hắn. Bốn cô nương là nhập đạo hậu kỳ. Ô Thái hàng nghe được bốn chữ nhập đạo hậu kỳ kia thì khuôn mặt rõ ràng đông cứng lại, nhập đạo hậu kỳ. Người Trong khoảnh khắc Âu Thái Hà quay đầu lại, tay Chu Linh đã nắm thành quyền, thẳng thường đánh bể đầu Âu Thái Hà, máu văng tung tóe, kêu tán theo gió. Môn Pháp bảo đế ra rất tốt, ta đây không khách khí mà nhận vậy. Chu Linh cười cướp đoạt lấy liệt không kiếm lúc nãy của Âu Thái Hà. Những trưởng lão còn chưa đến bán thánh cảnh kia lúc này ai nấy đều mang vẻ mặt hoàng sợ mà nhìn Chu Linh. Môn chủ và phóng môn chủ, hai bán đế cảnh mạnh như vậy trước sau tử trận. Bọn họ là những trưởng lão chỉ mới đến thánh cảnh thì càng không phải nói. Tiến lên thì chỉ có an hành thôi. Tất cả mọi người theo ta cùng tiến lên, lôi môn ta dù có tử trận toàn bộ cũng sẽ không làm tù nhân cho người khác có trưởng lão tức giận hét lên một tiếng sau đó hắn ta vọt về phía chu linh nhưng đáng buồn là sau khi hắn nói câu kia người vọt lên cũng chỉ có mình hắn ta mà thôi thánh cảnh nhất trọng thiên mà cũng muốn lên tìm cái chết nhàm chán chu linh bình tĩnh nói một tiếng nàng vung tay phải lên trực tiếp đánh một trưởng khiến trưởng lão đang xông lên này tan thành mây khói muốn chạy trốn tưởng thoát được sao chu linh nhìn những trưởng lão lôi môn tham sống sợ chết trước mặt này đáy mắt nàng ta thoáng hiện lên sự lạnh lẽo. Tức viêm chi vực, Chu Linh động tâm niệm, một đôi môn lớn như vậy, chỉ trong chốc lát mà đã bị Chu Tức dị hỏa hình thành một bức tường lửa bao vây bên trong. Những trưởng lão lôi môn hỏng chạy trốn kia cũng bị vây ở giữa tức viêm chi vực này, muốn chạy cũng không chạy được. Pháp bảo tiên gia thượng phẩm của ta mà lại hoàn toàn không thể phá nổi tường chán này. Xong rồi, xong rồi, yêu nữ kia chắc chắn là một đại đế, Tu sĩ bình thường tuyệt đối sẽ không có thủ đoạn thông thiên triệt địa tới mức này, có vài trưởng lão tuyển vọng nói. Trong số bọn họ có không ít trưởng lão lựa chọn ở lại lôi môn là vì ở đây có nhiều bồng lộc, nếu không phải được cấp nhiều bồng lộc như vậy thì bọn họ đã đi từ lâu rồi. Đây cũng là lý do khi môn chủ lôi chấn thiên và phó môn chủ Âu Thái Hà Thụ địch lại không có ai dám tiến lên hỗ trợ, là do bọn họ tiếc mặn, toàn thân chu Linh còn được quấn quanh với chủ tước dị hoạc. Nàng đạp hư không từng bước đến gần chỗ này, tình cảnh giống như một hỏa diễm nữ vương đang giáng lâm vậy ánh mắt nàng dừng lại trên đám trưởng lão kia lúc này một trưởng lão thánh cảnh tam trọng thiên cắn răng đứng lên hắn nhìn về phía chu linh giữa không trung các hạ đuổi cùng rất tận lôi môn ta cũng phải cho bọn ta một lý do chứ chu linh nghe vậy thì cười lạnh một tiếng lý do sao bồn cô nương có thể cho ngươi có phải cách lôi môn ba trăm dặm có một thôn cha nhỏ không Tất cả trưởng lão nghe vậy thì trố mắt nhìn nhau. Rất nhanh đã có mấy tên trưởng lão gật đầu. Hình như là có. Chu Linh lại nói. Toàn bộ người ở thôn Trang kia có phải do lôi môn các người tàn sát không? Một trưởng lão trước đó hỏi lý do từ Chu Linh đã hơi đổi sắc mặt, vất cằm nói. Tu sĩ lôi môn ta phát hiện một mạch khoáng linh thạch quý giá có giá trị liên thành ở dưới thôn Trang đó nhưng khi bọn ta yêu cầu những dân đen kia chuyển đi thì bất luận nói thế nào bọn họ cũng không chịu rời đi còn kỳ kèo với bọn ta vì để có thể đẩy nhanh tốc độ khai thác mạch khoáng lôi môn ta đương nhiên phải giết sạch những người cản trở mới vừa nói xong thì sắc mặt tên trưởng lão này đã nhanh chóng biến đổi dường như là nghĩ đến một chuyện không thể tưởng tượng nổi hắn ta nói với giọng nặng nề các hạ sẽ không vì những dân đen còn không phải là tu sĩ này mà đến diệt lôi môn ta chứ nhưng đáp lại hắn ta là một luồng công kích rào rào. Chu tước dị hòa đột nhiên bốc lên trên người hắn ta, cháy hừng hực, dưới từng tiếng kêu rên thống khổ, trực tiếp đốt thân thể của hắn ta thành cho bụi, Chu Linh nét môi. Bọn họ sống chết gì quả thật không liên quan tới bồn cô nương, có điều trong lòng bồn cô nương khó chịu cho nên muốn bắt lôi môn này của các người chút giận đấy, vào mấy ngày trước, bởi vì trong các không phát nhiệm vụ mới cho nàng nên có hơi nhàm chán, tùy tiện đi đến đó dạo chơi một chút. Sau đó tại nơi này trùng hợp gặp một tiểu cô nương đang hái thảo dược, bởi vì cô cùng buồn chán nên Chu Linh rảnh rỗi nói chuyện với nàng ta một chút. Tiểu cô nương tự nói ra vị trí thôn trang của mình, cũng giao hẹn với Chu Linh rằng ngay mai đến đó chơi, Chu Linh cũng đã vui vẻ đồng ý. Có điều hôm sau khi đến đó thì lại nhìn thấy một thôn trang đã hóa thành hư không, phụ cận thì có những tu sĩ của lôi môn, triệu hồi hòa diễm thiêu đốt những thi thể kia, thiếu nữ nhớ lại lời của nữ hải kia. Tỷ tỷ nhất định phải đến bên này của ta chơi đó. Lên này của ta vừa có món ngon vừa có trò chơi vui, chẳng biết tại sao mà trong lòng có một ngọn lửa giận sông thẳng lên đầu, sau đó thì có cảnh tượng như thế này. Bây giờ đến phiên các người. Đôi mắt Chu Linh ẩn chứa ý cười nhẹ, nhìn về phía những trưởng lão lôi môn đã hoàn toàn bị dọa sợ đến ngơ ngác kia. Cùng chết đi, Chu Linh động ý niệm, vô số chu tước dị hỏa từ trong không trung hơi xuống như mưa, rơi đến trên người những trưởng lão kia, trong lúc nhất thời, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên. Chu Linh nhìn tất cả những chuyện này, thần sắc hờ hững, tự nói thầm. Ngươi cảm thấy pháo hoa này của tỷ tỷ thế nào? Cùng lúc kia lôi môn lặng yên không một tiếng động bị tiêu diệt, ở tiểu thế giới, có một đại thụ che trời cao mấy ngàn trượng, thông thiên triệt địa. Thế lực khắp nơi ở chúng sinh giới, thậm chí là những cường giả của giới khác cũng đến đây. Không nghĩ tới một tin đồn mà lại dẫn được nhiều đại đế đến đây như vậy, sắc mặt của một tu sĩ thánh cảnh tam trọng thiên đã cứng đờ, hắn nhìn khắp bốn phương tám hướng, không tính thánh cảnh, chỉ tính riêng đế cảnh thôi thì đã đây đã có đến 15 vị, hơn nữa số lượng này còn chưa bao gồm đại đế. Tốt cuộc là ai thả tin này ra mà lại hấp dẫn nhiều đại đế đến đây như vậy? Tốt rồi, bây giờ đừng nói là cơ duyên, những thánh cảnh như chúng ta đây sau khi tiến vào có bị người giết chết hay không cũng là chuyện khó nói trước được, những thánh cảnh khác cũng là dáng vẻ đến đây không còn ý nghĩa gì nữa. Cơ duyên của một tòa tiểu thế giới thật ra không có quá nhiều tác dụng đối với những đại đế đã bước vào đế cảnh. Xưa nay xuất hiện nhiều tiểu thế giới đến vậy mà cũng chỉ có một hai vị đại đế đến. Nào có giống như hôm nay vậy, quy mô hùng vị đến mức này, cường giả đại đế ước chừng đến hơn mình người. Bổn tòa đã có tính toán sơ lược về tòa tiểu thế giới này, hẳn là sau 3 giờ nữa sẽ mở ra. Một cường giả đại đế nhập đạo cảnh hậu kỳ đưa mắt nhìn chăm chú, tay vuốt râu, tự nói một câu như vậy khí tức này là hợp đạo cảnh sơ kỳ có người kêu lên một tiếng trong nháy mắt biểu tình của tất cả những đại đế ở đây đều thay đổi trên không trung một nam từ trung niên mặc đế bào màu đen khuôn mặt trang nghiêm và mái tóc trắng xuất hiện tại nơi này người này nếu ta nhớ không lầm thì là thành chủ thánh tôn thành của thiên nhất giới mà không phải sao có người nhận ra thân phận của đông phương bá đồ nghe tới năm chữ thành chủ thánh tôn thành biểu tình trên mặt của mỗi vị đại đế và thánh cảnh đều khác nhau bởi vì Thánh Tôn Thành là thế lực đứng đầu ở thiên nhất giới. Có tin đồn rằng thành chủ Thánh Tôn Thành, Đông Phương Bá Đồ chỉ còn kém chút nữa là đặt chân đến trung kỳ. Không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ hiện trường giờ đây bởi vì sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng như Đông Phương Bá Đồ mà rơi vào im ắng. Ngược lại, Đông Phương Bá Đồ ở một bên thì đang nhìn về phía đại thụ ở trung tâm cửa vào của tiểu thế giới. Chỉ là từ cửa vào mà đã cảm nhận được sinh mệnh chi lực cuộn trào, nói không chừng bên trong này thật sự có bảo dược đế giai cực phẩm. Đông Phương Bá Đồ thầm nói, thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian lặng lặng chờ đợi này lại xuất hiện thêm hai đại đế và mấy thánh cảnh nữa. Vào 5 phút cuối trước khi tiểu thế giới mở ra. Đây chính là cửa vào của tiểu thế giới nhỉ, một giọng nói trầm thấp ẩn chứa ý cười nhẹ truyền đến. Tại sao hắn cũng đến? Hình như đây là đại yêu hợp đạo cảnh của yêu tộc, người dùng sức một mình giết sáu đế cảnh dưới ánh nhìn chăm chăm của mọi người hồ sân từ từ xuất hiện trước tiên ánh mắt của đông vương bá đồ cũng rơi vào trên người hồ sân cảm giác đầu tiên hồ sân mang lại chi vị thành chủ thánh tôn thành này là mạnh đại yêu này chắc chắn cũng là hợp đạo cảnh giống mình sự xuất hiện của hồ sân không thể nghi ngờ đã khiến bầu không khí ở đây trở nên nặng nề hơn dù sao thì khoảng thời gian trước hồ sân cũng đã lấy một giết sau vị đại đế chuyện này giờ đây đã ẩm ĩ khắp thế giới nhất trọng gần như là mọi người đều biết bỏ đi ta suy nghĩ lại rồi hay là đừng đi thì hơn. Một thánh cảnh lắc đầu một cái. Một thánh cảnh đứng bên cạnh là bạn tốt của hắn lúc này cũng cười phá lên. Mới vừa rồi không phải người nói tu sĩ chúng ta xem nhẹ chuyện sống chết, cứ cố gắng hết sức thôi sao, sao đột nhiên lại không đi nữa rồi. Ta đúng là có nói như vậy, nhưng dù cho xem nhẹ chuyện sống chết thì cũng không thể đi vào ngõ cụt được, bây giờ mà ta tiến vào đó thì chỉ có một con đường chết mà thôi, một thành chủ thánh tôn thành cũng đã khiến hắn ta phải lo lắng đề phòng rồi bây giờ còn xuất hiện thêm một yêu tộc đại đế từng tàn sát sáu đại đế nữa chứ. Nếu lần này hắn đi vào thì có thể hoàn hảo không tổn hao gì còn sống đi ra thì bản thân xem như đã gặp may lớn rồi. 5 phút trôi qua. Đại thụ che trời trước mặt đang ở trung tâm tiểu thế giới chợt xoay một cái, cửa vào chậm rãi mở ra. Trong phút chốc, vô số luồng khi tức đột nhiên bùng nổ, tu vi hợp đạo cảnh sơ kỳ của đông phương bá đồ lập tức triển lộ ra, dẫn đầu xông lên phía trước những đại đế thấy đông phương bá đồ xông đến thì tất cả đều rối rít nhường đường không người nào dám để đông phương bá đồ nhường đường cho họ dù sao thì chỉ vì thứ tự tiến vào trước sau mà thất tội một vị đại đế thì mất nhiều hơn được lúc đông phương bá đồ sắp tiến vào thì có một luồng tuyết bạch hồng quang còn nhanh hơn hắn ta chính là bạch hồ đại đế hồ sân đông phương bá đồ thấy hồ sân có tốc độ nhanh như vậy thì trong lòng đầu tiên là kinh hãi sau đó cười nhạt muốn so với ta sao còn kém một chút phong hồn chiếm thể. Khí tức trên người Đông Phương bá đồ đột nhiên tăng vọt, thân thể như có một luồng cường phong khí lưu xoay quanh. Còn kém một chút, hồ sân nhếch miệng cười. Một hợp đạo cảnh sơ kỳ mà thôi. Thiên lôi cương thể, tiếp lôi hắc sắc hiện ra trên cơ thể hồ sân. Dường như nó có thể xé rách tất cả mọi thứ trên thế gian này, cường phong khí lưu không chỉ bị thiên lôi cương thể của hồ sân chặn lại mà còn khiến nó bị phản chấn trở về. Cái gì? nhìn cường phong khí lưu bị bắn ngược trở về đồng phương bá đồ cũng bất ngờ không kịp đề phòng tốc độ của hắn ta bỗng dưng giảm lại ai tay làm ra phòng ngự ngăn cản lực công kích mạnh mẽ của chính mình sắc mặt đông phương bá đồ trở nên giận dữ hắn ta vừa định chuẩn bị đuổi theo thì phát hiện hồ dân không nhân cơ hội này nhanh chóng tiến vào tiểu thế giới mà lại cho hắn ta thêm một quyền cút đi kiến hôi bột lôi quyền bạch hổ chi lực của hồ dân hiện lên tay trái nắm lại thiên lôi quanh quần trực tiếp cho đông phương bá đồ còn chưa phản ứng lại kịp kia một quyền tuy nói đông phương bá đồ là hợp đạo cảnh sơ kỳ nhưng vẫn có tranh lệch rất lớn đối với một hợp đạo cảnh hậu kỳ như hồ sân trong nháy mắt khi một quyền đó được đánh ra đông phương bá đồ bị một quyền từ vạn thước trên không trung đánh bay về mặt đất dưới ánh mắt của tất cả mọi người một trận chiến chấn động thiên địa hồ sơn chậm rãi xoay người một đại đế sắp đến gần cửa vào thì dừng lại hướng về phía hồ sơn cười nói mời các hạ vào hồ sơn làm như không nghe xoay người rồi tiến vào giữa tiểu thế giới. Sau khi hổ sân tiến vào thì những đại đế và thánh cảnh kia mới đồng loạt thở vào nhẹ nhõm, sau đó lại bắt đầu tranh nhau xem ai vào trước, nhưng dường như họ đã quên mất một người. Đông phương bá đổ khó khăn bỏ ra ngoài từ hố sâu, đầu bám đầy bụi, hai mắt hắn ta giờ đây như một lợi kiếm. Các người cút cho ta, đông phương bá đổ quát một tiếng lạnh băng, tu vi hợp đạo cảnh sơ kỳ được thả ra ngoài mà không giữ lại chút nào. Những đại đế và thánh cảnh trước đó còn xuất thủ để giành thứ tự tiến vào trước sau, giờ phút này cảm nhận được khí tức đó thì cũng rối rít tản ra. Mời đại nhân ngài vào, chúng đại đế và thánh cảnh đều vô cùng ăn ý nhường ra một con đường cho Đông Phương Bá Đồ, bầu không khí thoáng cái đông cứng lại. Dường như Đông Phương Bá Đồ đã hoàn toàn bị hồ sơn chọc giận, cả người hắn ta hóa thành một luồng lưu quang, trong nháy mắt đã tiến vào giữa tiểu thế giới, đám người đưa mắt nhìn Đông Phương Bá Đồ rời đi, sau đó đồng loạt thở phào nhẹ nhõm nếu thành chủ thánh tôn thành đại khai sát giới ở chỗ này thì hoàn toàn không có ai ngăn cản nổi bên tiểu thế giới đang rộn ràng thì đồng thời ở đế giới nhất trọng từ một nơi nào đó giữa hư không nhưng đế cảnh thuộc các thế lực khác nhau từ thất giới đều đang tụ tập ở đây sao rồi có người mở miệng nói có lẽ không sai đâu có một thế lực gọi là huyết sát các giới mí mắt của chúng ta đã nhất thống tiên giới nhị trọng nhất thống tiên giới nhị trọng đúng là ăn gan hù mặt gấu mấy trăm ngàn năm qua cũng không có bất kỳ thế lực nào dám làm ra hành vi như vậy không biết huyết xác các này là thần thánh phương nào huyết sát các này hẳn là một thế lực ở hạ giới ta biết rất rõ những thế lực ở thượng giới bất luận là thế lực nào thì cũng không thể nắm trong tay tiên giới nhị trọng được chỉ có bọn côn trùng không biết trời cao đất rộng ở hạ giới mới dám làm ra những chuyện như vậy đúng rồi ta nhớ các chủ đan các và mấy vị đế cảnh trước đó dường như có cùng nhau xuống hạ giới chẳng lẽ là do họ làm? Không thể nào, lời vừa nói ra, thì có người nói như chảm đinh chặt sắt. Sao ngươi biết là không thể, dù sao thì lòng người cũng rất khó đoán, khó mà nói chắc được. Bởi vì hắn và mấy vị đại đế kia đã chết, dứt lời, vị đế cảnh vừa rồi còn nghi ngờ đã lập tức ngậm miệng. Sao có thể được, ta nhớ tu vi của đạo Bác Văn là bán hợp đạo mà không phải sao, tu vi này thì sao mà chết được chứ hơn nữa là ở ở một nơi như tên giới nhị trọng sự thật chính là như vậy theo ta biết cái chết của đạo bác văn và mấy vị đại đế kia không thoát khỏi liên quan đến huyết sát các chỉ có đại đế mới có thể giết đại đế được nói như thế thì huyết sát các này cũng có đại đế tồn tại ư có thể giết đạo bác văn thì tu vi của tên đến từ huyết sát các này không thể thấp hơn cường giả bán hợp đạo được xem ra cần phải xuống dưới xem thử một chút Quyết sát các này rốt cuộc là thế lực gì mà lại dám càn rỡ như vậy, dám nắm trong tay tiên giới nhị trọng. Những đế cảnh đến từ tứ hải bát hoang đều nhất thời lâm vào trầm tư. Tiên giới nhị trọng mặc dù còn kém một khoảng xa so với đế giới nhất trọng, nhưng sở dĩ bọn họ coi trọng tiên giới nhị trọng như vậy chủ yếu là do tiềm lực của tiên giới nhị trọng. Chưa tới mấy ngàn năm sau, bổn nguyên của tiên giới nhị trọng sẽ tiến hành một lần lột xác. Lần lột xác này sẽ khiến toàn thể linh khí ở tiên giới nhị trọng tăng vọt, đến lúc đó cơ duyên cũng sẽ liên tiếp xuất hiện một nơi trọng yếu như vậy bây giờ lại bị một thế lực thần bí chưa nghe tên nắm trong tay đây cũng không phải là điều mà bọn họ muốn thấy thực lực của huyết sát các kia sâu không lường được nếu đạo bắc văn cũng đã bị đánh bại thì ít gì chúng ta cũng phải xuất ra và tên dung đạo cảnh đỉnh phong hoặc là bán hợp đạo xuống dưới mới được nhưng mà ai sẽ đi đây mọi người lập tức rằng co dù sao thì chuyến đi này cũng nguy hiểm trùng trùng không cẩn thận là có thể bị rơi vào vực sâu vạn trượng, ai cũng cảm thấy loại chuyện này nên giao cho những người khác làm thì tốt hơn. Trong lúc bầu không khí đang rằng co thì mặt bàn đột nhiên bị vỗ một cái, một giọng nói tục tàng vang lên. Hừ, một đám hèn nhát tham sống sợ chết, vậy mà cũng xứng xưng là đại đế sao? Được rồi, cứ để bổn đế đi, những đại đế khác nghe được câu trước thì nhất thời tức giận, nhưng nghe được câu sau thì vẻ mặt mọi người bình tĩnh lại. Người mở miệng là một trong những bán hợp đạo số lượng hiếm hoi của tiên huyền đại lục, nói không qua trường chút nào, trong hơn 10 vị đại đế ở đây, đại đế này xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Tiên giới nhị trọng, tai toán loạn thiên cầm quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy. Toán tiên sinh, lúc nãy trên thiên mạc có động tính, chắc là có đại đế nào đó của đế giới nhất trọng chuẩn bị giáng lâm. Ồ, trong mắt toán loạn thiên ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc nhất thời đối với người tới dường như hắn đã có suy tính từ lâu hắn phe phải quạt xếp trong tay chuyện này giao cho những sát thủ hàng chữ thiên xử lý người truyền lệnh xuống những sát thủ đang chấp hành nhiệm vụ ở bên đó tạm thời rút lui tránh cho lát nữa chiến đấu lại bị liên lụy đã rõ người đó cấp tốc thối lui toán loạn thiên nhìn về bầu trời đen kịt ở phía xa cảm giác áp bách này chẳng lẽ là đến từ đại đế hợp đạo cảnh đế giới nhất trọng có điều hắn vội lắc đầu, dù thật sự là đại đế hợp đạo cảnh đến thì đã sao chứ, thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Ở trung tâm tiên giới nhị trọng, mây đen bao trùm khắp bầu trời bên trong. ầm, ừ. Một thanh âm chấn động vang khắp vạn dặm trong hư không, không gian tàn vỡ dưới ánh mắt của vô số người, giữa khe hở không gian có một bóng người với hình thể cao đến gần ba thước từ từ bước ra, đó là một đại đế có đôi mắt trợn tròn, nửa người trần trụi mang khí thế kinh người những đại đế gì đó của huyết sát các, toàn bộ quốc gia đây, hôm nay bồn đế phải lãnh giáo thử một chút, nam tử được mệnh danh là chiến thần đại đế ở thượng giới nói giọng tục tàng vang dội. Là ai cho các người lá gan để thống trị tiên giới nhị trọng vậy, chiến thần đại đế nhìn xung quanh một chút. Sao thế? Chẳng lẽ không dám ra sao, ngay cả một người cũng không có, chiến thần đại đế tiếp tục mở miệng nói chuyện. Nếu không chịu đi ra đánh một trận thì bồn đế sẽ đánh tới khi các người ra mới thôi thắng chiến chi kiếm trong tay hắn ta xuất hiện một thanh kiếm bản to có dáng rất to lớn nặng nề hắn ta đang chuẩn bị làm ra hành động tiếp theo thì ánh mắt trượt động muốn đánh lén à không có cửa đâu chiến thần đại đế nắm kiếm bản to trong tay đột nhiên chém một nhát về phía sau lưng Kèng, một âm thanh va chạm nặng nề vang lên kiếm bản to và cự quyết chạm vào nhau đồng thời chiến thần đại đế cũng thấy rõ được người thần bí đột nhiên xuất hiện sau lưng mình đây là một nam tử đầu trọc có đôi mắt bình tĩnh, thần sắc giống như người gỗ. Lực lượng này là bán hợp đạo. Cảm nhận được những trận âm dung dán tiếp truyền đến từ kiếm bản to, chiến thần đại đế rất nhanh đã đoán được tu vi của nam tử đầu trọc trước mặt này. Thú vị đây, đã lâu không gặp được người có lực lượng không phân cao thấp với bổn đế rồi, khoe môi chiến thần đại đế cong lên. Hai tay hắn ta cầm chặt chui kiếm bản to. Chiến thần huyết hồn, chiến thần đại đế gầm thét bắp thịt trên hai cánh tay và thân thể nổi lên, làn da đang dần trở nên đỏ bừng, đồng thời bắp thịt cũng càng lớn hơn, kiếm bản to trong tay chiến thần đại đế cũng bị thuật pháp này ảnh hưởng. Trên thân kiếm lộ ra từng đường vân huyết sắc. Xuất, chiêu thức này của chiến thần đại đế rõ ràng có lực lượng mạnh hơn trước một bậc, lập tức đánh văng nam từ đầu chọc cầm cực huyết ra xa. Đắc thủ, chiến thần đại đế cười nói một tiếng, kiếm bản to huy động, hắn ta định thừa dịp nam tử đầu chọc đang bị lực lượng của mình đánh văng để đánh thêm một đòn nặng nữa nhưng ngay tại lúc sắp đắc thủ thì sát cơ phía sau trở nên mãnh liệt là ai giọng của chiến thần đại đế rét lạnh cặp mắt hắn ta nhìn về hướng mũi tên được bắn ra một nữ tử khoác đấu bồng màu đen mặt không cảm xúc đang cần trong tay một bộ cung tên nàng động ý niệm trên tay phải lại ngưng tụ ra ba mũi tên rét buốt mũi tên gác trên dây cung kéo một cái bắn ra ba mũi tên này có uy lực càng mạnh hơn so với mấy mũi tên vừa nãy khi lao vút đến ba mũi tên hợp lại thành một một hư ảnh phượng điều màu lam như ẩn như hiện cực nhanh bắn về phía chiến thần đại đế chiến thần đại đế giơ kiếm ra phía trước ừm mặc dù mũi tên mạnh mẽ thành công bị ngăn chặn nhưng lại khiến hắn ta không nhịn được phải lùi về sau mấy bước buông tay ra chiến thần đại đế nhìn hai tay mình chỉ thấy được bên ngoài tay của hắn ta đã ngưng kết ra từng lớp băng xương tiện tì đáng chết người đây là đang tự tìm cái chết tính tình nóng này của chiến thần đại đế lập tức bộc phát hắn định phát động công kích đối với nữ tử cầm cung tên bắn mình không ngừng kia nhưng dường như hắn ta đã quên mất một người không ổn chiến thần đại đế thầm nói một tiếng rồi nhanh chóng xoay người nam tử đầu chọc nắm cự khuyết trong tay lạnh lùng nói Xì si diễm lãng đào giết bên ngoài cự khuyết có khắc phù văn ánh lửa lập tức hiện lên cự khuyết màng theo liệt hòa hừng hực sáng xuống bởi vì chiến thần đại đế vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng nên bị lâm vào thời phòng ngự hắn ta chửi thầy một tiếng chiến thần đại đế cắn răng hai tay nắm chặt kiếm bản to giờ kiếm ra tạo thành tư thế chống đỡ lại một kiếm của nam tử đầu trọc lúc này phía sau lại có mấy mũi tên bắn lại đây khóe mắt của chiến thần đại đế đương nhiên có chú ý tới động tĩnh phía sau nhưng hai tay hắn ta bây giờ đều đang toàn lực ứng phó với một kiếm này của nam tử đầu trọc hiển nhiên không có thời gian dư thừa để ngăn cản mấy mũi tên bắn lén sau lưng bất bại bá thể, chiến thần đại đế giận dữ hét lên. Từng đường văn sọc kim sắc xuất hiện sau lưng hắn ta, lúc mũi tên chạm đến sau thân thể hắn ta thì bị chặn lại. May mà ban đầu bổn đế vì đề phòng lỡ như mà đã học một chiêu này, chiến thần đại đế không khỏi nói thầm trong lòng. Nhưng hắn ta vừa nói xong thì nữ tử khoác áo choàng cách đó không xa đã nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm một chú ngữ pháp quyết, lần này trên dây cung xuất hiện một mũi tên tinh xảo, mũi tên có màu lam trắng hỗn hợp, từng luồng băng hàn chi khí đạt đến cực hạn lưu chuyện bên ngoài mũi tên. Thiên địa nhất tiễn, đoạt, nữ tử áo choàng hét lên một tiếng, cuối cùng bắn mũi tên ra, trong nháy mắt khi tên bắn đi, những đám mây đen trên bầu trời đen kịt tản ra, thay vào đó là những bông tuyết rơi xuống, nhiệt độ cũng giảm mạnh. Nơi này vốn dĩ lúc nãy còn có nhiệt độ ôn hòa, khi mũi tên này bắn ra đã lập tức biến thành một mảnh đất băng giá. Á, à, chiến thần đại đế không nhịn được mà gầm lên, hắn ta biết rõ mình dùng bất bại bá thể để ngăn trở một kích này là vô cùng nguy hiểm nhưng bây giờ hắn ta bị nam tử đầu chọc quấn lấy vốn không tránh được chỉ có thể phòng ngự thôi cuối cùng mũi tên cũng tới ầm ừ, phần nửa bầu trời của tiên giới nhị trọng hiện ra một cực quang màu trắng chiếu sáng bầu trời âm thanh đức tài cũng dần biến mất ồ vẫn chưa chết ta vậy mà đã xem thường ngươi rồi trên mặt đất trong một hố sâu ngàn thước chiến thần đại đế thương tích đầy người các người đều là máu tươi, hắn ta đang run sợ đứng lên, tay phải cầm kiếm bản to, kèm với giọng nói xa lạ này, xa xa từ không trung có một thanh niên đang đạp hư không, nhắm hai mắt đi tới. Ngươi hẳn là chủ nhân sau màn rồi. Chiến thần đại đế dùng đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn Bàng Vân, trải qua mấy lần đối chiến, hắn ta phát hiện nam tử đầu trọc và nữ tử áo choàng đều giống nhau, mặc dù có tu vi chân thật nhưng nội tâm lại trống rỗng, đây vốn không phải là người mà giống như một con rối vậy không sai. Bàng Vân cũng không chối mà là thoải mái thừa nhận. Người tới từ cái gọi là huyết sát các kia, giọng nói của chiến thần đại đế có hơi yếu ớt, khóe môi Bàng Vân cong lên. Đúng vậy, chiến thần đại đế nghe được câu khẳng định này thì trong lòng lạnh buốt. Khó trách đạo Bác Vân đã đạt đến bán hợp đạo và mấy đế cảnh khác đều một đi không trở lại, thì ra là đụng phải nhóm cường giả này, không thể trách được. Huyết sát các đúng không? Ha ha ha, khó trách có gan thống trị tiên giới nhị trọng chỉ có điều huyết sát các các người thật sự sẽ không cho rằng chỉ như vậy là có thể chống đỡ lại tất cả thế lực ở đế giới nhị trọng chứ trong tay chiến thần đại đế xuất hiện một viên đan dược màu lục lớn chừng ngón tay hắn ta một ngụm nuốt vào những vết thương trên thân thể của chiến thần đại đế đang khôi phục với tốc độ vô cùng nhanh chóng ngắn ngủi chưa đến một phút thân thể bị tổn thương nghiêm trọng của chiến thần đại đế lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu trên mặt của chiến thần đại đế là nụ cười như điên không ngờ tới phải không trên người bổn đế có dấu trường xuân nghịch chuyển đan là một loại tuyệt thế đan dược đế giai trung phẩm tất cả những vết thương trên cơ thể sẽ được khôi phục lại như lúc ban đầu cho dù là linh khí bị hao tổn lúc trước cũng vậy bàng vân thấy cảnh này cũng không khỏi nói đúng là cũng không tệ thân thể của con rối càng hoàn mỹ càng tốt lát nữa chiến đấu các ngươi đừng nhúng tay vào hắn động ý niệm ra lệnh cho nam tử đầu chọc và nữ tử áo choàng hai tên không biết nặng nhẹ này nếu lát nữa làm bị thương thân xác trước mặt thì hắn phải tốn không ít thời gian để chữa trị hừ để ngươi nhìn một chút thực lực mạnh nhất của bồn đế chiến thần đại đế đã hoàn toàn khôi phục lại thể lực và linh khí lập tức thuấn di tới trước mặt khôi lỗi đại đế bàng vân bá thần chảm chiến thần đại đế khẽ quát trên người hắn ta có một lồ sức mạnh hừng hực bộc phát ra chết đi cho bồn đế một kiếm này nhắm ngay về phía đầu của bàng vân thấy bàng vân hoàn toàn không làm ra động tác đánh trả thì trong lòng chiến thần đại đế lập tức nghi ngờ không biết rốt cuộc bàng vân muốn làm gì nhưng động tác trên tay hắn ta cũng không dừng lại kiếm rơi vào trên người bàng vân xoàn xoạt đây là con người của chiến thần đại đế rút lại khi kiếm bản to của mình rơi trên người bàng vân một kiếm đó bổ bàng vân thành hai nửa sau đó lại biến mất như bọt biển lúc chiến thần đại đế cảm thấy sau lưng chuyển đến cảm giác khác thường ở sau lưng dường như chiến thần đại đế cảm ứng được kiếm bản to trên tay nhanh chóng bổ về đằng sau chém chúng chiến thần đại đế xoay người nhìn bàng vân bị mình chặt đứt đầu kia lúc này trên mặt hắn ta lộ ra sự vui vẻ một giây tiếp theo sự vui vẻ này biến mất bàng vân trước mặt lại biến mất tung tích như bọt biển tan ra vậy lại là giả lần này chiến thần đại đế thật sự bị chọc giận các hạ chỉ biết chơi trò vặt trốn trốn tránh tránh này thôi sao Chiến thần đại đế lớn tiếng quát lên. Trốn trốn tránh tránh, ta đâu có đâu. Giọng nói của bàng vân truyền ra từ sau lưng chiến thần đại đế. Chiến thần đại đế kinh hoàng, nhanh chóng xoay người lại, vừa nói vừa vung kiếm lên, nhưng lần này sẽ không thể là giả. Dây dối, tình hình gì vậy? Chiến thần đại đế sửng sốt, hắn đột nhiên phát hiện khoát kiếm trong tay mình như thể bị trói lại vậy. Cứ như thế bị trói vào khoảng không, khó có thể vung về trước dù chỉ một chút. Bàng Vân mỉm cười, chỉ có bản thân hắn ta mới có thể nhìn thấy từng sợi dây rối đã trói chặt thanh khoát kiếm trong tay của chiến thần đại đế. Chiến thần đại đế cũng không phải là kẻ khờ. Hắn cũng có thể cảm nhận được thanh khoát kiếm của mình đã bị thứ gì đó trói buộc lấy. Mai thay hắn không có tiếp tục lãng phí thời gian, hắn buông cán kiếm ra rồi một đấm lao về phía Bàng Vân. Ui. Đỡ, đỡ được sao? Chiến thần đại đế trong lòng rung lên và có phần kinh ngạc. Bản thân vô cùng hiểu rõ về thể lực của mình, nhìn vào tất cả những bán hợp đạo thì mình chắc chắn là nằm trong hạng nhất hạng nhì. Cú đấm mà mình đã dốc hết sức nhưng giờ lại bị một thanh niên với thân hình gầy gò trông ốm yếu chặn lại bằng một tay. Vậy cú đấm này thì như thế nào? Chiến thần quyền pháp, một cú đấm quyết định tình thế, chiến thần đại đế tung nắm đấm trái ra. Khi nắm đấm hất tung thì lờ mờ có thể nhìn thấy một hư ảnh của người khổng lồ màu đỏ tới xuất hiện ở đằng sau chiến thần đại đế. Sức mạnh của bán hợp đạo lập tức được thể hiện ngay trong cú đấm này quyền ý ập đến như một cơn sóng thần cao nghìn trượng vậy. Đoàn, nắm đấm giáng xuống, chiến thần đại đế nhìn chăm chăm vào nắm đấm trái chỉ còn cách vài cm của mình cuối cùng cũng dừng lại ngay trước mặt bằng vân. Rốt cuộc ngươi đã dùng loại yêu thuật gì, chiến thần đại đế nghiến răng, cho dù hắn có huy động sức mạnh để tập trung vào cánh tay của mình như thế nào thì cũng không thể khiến cho nắm đấm của mình tiến xa hơn. Bàng Vân cười và nhìn cánh tay trái của chiến thần đại đế đã bị mình dùng dây dối trói buộc. Được rồi, thời gian chơi cùng đã đến đến lúc rồi khôi lỗi thuật bàng vân ý niệm chuyển động những sợi dây rối gần như đã bán thẳng vào ấn đường của chiến thần đại đế trong tích tắc chiến thần đại đế rõ ràng cảm nhận được sự lạ thường của ấn đường trước khi hắn vận chuyển linh khí để điều tra nguyên do thì hắn đã phát hiện ra một điều hết sức kinh hãi đó chính là linh khí trong cơ thể của mình đương nhiên không thể vận chuyển được người ấy đã làm gì sắc mặt của chiến thần đại đế nhợt nhạt không có gì cả chỉ là muốn ngươi rời khỏi cái thế giới bẩn thiêu này mà thôi. Bàng Vân cười toe toét, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền khẽ mở ra và lộ ra một cặp ma nhãn màu tím. Ngươi, chiến thần đại đế kinh hãi nói. Trong chốc lát, một thân xác đã mất đi ý thức, đôi mắt mất đi điểm tập trung và tinh thần rời ra cứ đứng lặng lẽ ngay trước mặt Bàng Vân. Lại là một thân xác tốt, Bàng Vân chiêm ngưỡng chiến thần đại đế ở trước mặt, nhắm mắt lại rồi bật cười ha ha phu, hóa ra dung đạo cảnh đỉnh phong chính là cảm giác này sao? Dạ mệnh lầm bẩm nói khi nhìn bản thân với khí chất đã hoàn toàn thay đổi, chẳng trách sao sách cổ đã nói rằng sau khi bước vào đại đế thì mọi sự tranh lệch về cảnh giới đều tựa như cách vạn lớp núi lớn, hóa ra không phải tùy tiện nói ra. Lúc này chỉ cảm thấy sức mạnh sụp sôi chưa từng có. Dung đạo cảnh đỉnh phong đã có sức mạnh vĩ đại phi thường như vậy, thật mong đợi sau khi bước vào hợp đạo cảnh đỉnh phong thì nó sẽ như thế nào, dạ mệnh không khỏi nói một câu. Nếu muốn bước vào hợp đạo cảnh đỉnh phong thì nhất định phải có thái hư kinh tầng thứ 11 mới được. Chỉ là cho đến hiện nay, hệ thống vẫn chưa ban phát phần thưởng có liên quan đến thái hư kinh tầng thứ 11. Muốn nói gì thì nói, ta cũng rất lâu không có đi rút thưởng rồi nhỉ. Ta nhớ điểm uy vọng hẳn đã tích lũy được rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, huyết sát các không có chi tiêu quá lớn gì cả nên điểm uy vọng đã tích lũy được rất nhiều. Ý niệm chuyển động, ba chiếc bàn quay lớn quen thuộc ngay lập tức đến trước mặt của dạng mạnh. Dạ mệnh ngẩng đầu lên nhìn điểm uy vọng ở góc bên phải, phía trước là một vài con số và phía sau là một chuỗi số không, tổng cộng có 9233 vạn điểm uy vọng. Khi nhìn thấy dữ liệu này thì dạ mệnh cảm thấy hơi đau lòng. Nếu không phải chi phí để duy trì sự vận hành của huyết sát các quá lớn thì ta hiện giờ ít nhất cũng đã tích lũy được gần vài trăm triệu điểm uy vọng rồi. Hắn lắc đầu và nhìn về phía bàn quay màu vàng. Cái nhìn này thật không thể tin được. Hệ thống, bàn quay này của người là cái quái gì vậy? Còn biết tăng giá à, mi đây sẽ không phải là hệ thống cơ hội chứ đúng không? Giả dạ mạnh liếc nhìn điểm uy vọng mà bàn quay màu vàng đang chuyển động cần. Bất thình lình từ 100 vạn lúc trước tăng lên đến 1.000 vạn, đây đúng là sự cướp lột một cách trắng trợn. Xin trả lời ký chủ, để phần thưởng phù hợp hơn với ký chủ hiện đang cần nên ba bàn quay đều được tiến hành một sự nâng cấp nhất định và phần thưởng cũng trở nên càng phong phú hơn, đồng thời điểm uy vọng cần tiêu hao đương nhiên cũng được tiến hành một sự trồng chất thích hợp. Sau khi nghe lời giải thích này của hệ thống thì dạ mệnh nhìn vào phần thưởng trên bàn quay màu vàng. Đúng như những gì hệ thống đã nói, quả thực là có sự nâng cấp rất lớn, khu màu vàng nhạt rác rời nhất, tệ nhất cũng là một cây bảo dược tên gia thống phẩm. Còn khu màu vàng đỏ tốt nhất chính là một nhất đẳng hàng chữ thiên, chờ đã, ánh mắt của dạ mệnh rơi vào một khu màu vàng đỏ khác, trên đó rõ ràng ghi rằng thái hư kinh tầng thứ 11, nhân 1. Thái hư kinh tầng thứ 11, dạ mệnh nuốt một ngụ nước bọt. Nếu mình có thể rút được cái này thì có thể trực tiếp nâng cấp đến hợp đạo cảnh đỉnh phong ngay tại chỗ. Tâm trạng bực tức trong lòng vừa nãy vì sự tăng giá của hệ thống đã lập tức tốt lên rất nhiều, 9.233 vạn điểm uy vọng chỉ có thể rút 9 lần. Cho dù bản thân có xui xẻo đến mấy cũng không thể lần nào cũng là màu vàng nhạt chứ đúng không, dạ mạnh nhanh chóng bắt đầu rút thường. Phát đầu tiên, cùng với sự trôi qua của thời gian, mũi kim đứng yên trên bàn quay bắt đầu quay chậm. Vùn vụt, vụt, khoảng mười mấy giây sau, mũi kim dừng lại ở trên cu màu vàng nhạt. Lâm Huyễn Mông Hoa, tiên giai thượng phẩm, 11. Không tệ, tiếp tục, dạ mệnh nở nụ cười cứng nhắc và tay phải nhấn lại một lần nữa. Đắc đạo như cố hoa, tiên giai thượng phẩm, 11. Hai cây bảo dược, không tồi, tiếp tục, dạ mệnh mỉm cười và ngón tay lại búng thêm lần nữa. Hai phút sau. Mẹ kiếp, chín lần đều là bảo dược, dạ mệnh cuối cùng cũng không kìm được chửi thề, rốt cuộc mình đã nhỏ đến mức nào mới có thể cả chín lần đều là bảo dược, thậm chí đến thứ khác cũng không có. quên đi, đợi sau này có thời gian mới giúp nữa. dạ mệnh lắc đầu, không biết thế giới bên ngoài như thế nào trong những ngày ta bế quan, hắn không khỏi nói một tiếng, ý niệm chuyển động và ba bàn quay lớn ở trước mặt biến mất, đi ra bên ngoài, dạ mệnh lộ vẻ lãnh đạm và khẽ vùng tay phải.